Một giải ngân hà mới đang dần hình thành ở Real Madrid, từ 1.0, 2.0 và bây giờ là 3.0. Người ta thường nói ở giai đoạn chuyển giao giữa mỗi thế hệ sẽ là lúc một câu lạc bộ sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn. Đó sẽ là lúc những con người mới phải gắn kết với nhau, chơi bóng với nhau đủ nhiều để có thể am hiểu lối chơi của những người còn lại ở mức tối đa. Hãy lấy Chelsea làm ví dụ. Kể từ khi chuyển giao cho ông chủ mới Todd Boehly, The Blue đang phải chật vật để tìm lại hình ảnh của chính mình trong những ngày xưa cũ. Những cầu thủ trụ cột đã luống tuổi ra đi, những cái tên trẻ trung hơn cập bến. Ấy vậy mà đến nay họ vẫn chưa có một bước tiến nào gọi là đáng kể. Ở Real thì khác, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn luôn cho thấy một sự ổn định rõ rệt, dù cho tình hình nhân sự của họ xáo trộn đến cỡ nào. Thời gian gần đây chúng ta đã nghe nói rất nhiều về tình hình chấn thương của kiện trắng, từ những Thibaut Courtois, Camavinga, Vinicius, Eder Militao, Tchouameni và vô số cái tên khác. Ấy vậy mà đoàn quân huấn luyện viên Ancelotti vẫn đang thi đấu vô cùng thăng hoa với những chiến thắng cực kỳ thuyết phục. Bất chấp cơn bão chấn thương, đoàn quân huấn luyện viên Ancelotti vẫn đạt được nhiều thành tích đáng nể. Việc đầu tiên cần kể đến chính là Los Blancos đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 35 điểm sau 14 vòng đấu. Thất bại duy nhất của Real chính là trận thua muối mặt 1-3 trước đội bóng cùng thành phố Atlético Madrid. Và cũng kể từ đó họ chưa thua thêm bất cứ một trận đấu nào. Đã có những lúc Real để cho Girona vượt mặt để chiếm lấy vị trí đầu bảng xếp hạng. Dẫu vậy, bằng một phong độ ổn định qua từng trận đấu, vị trí số 1 lại thuộc về tay của Real. Ở lượt trận cuối tuần qua chính là một minh chứng rõ ràng cho việc đó. Trước khi trận đấu diễn ra, người ta đã thấy một chú ngựa ô Girona chơi quá thăng hoa kể từ đầu mùa giải. Và việc đội bóng huấn luyện viên Michel giáp mặt với đối thủ cứng cựa như Athletic Bilbao thì lớp mặt nạ của họ ngay lập tức bị lột bỏ. Chỉ chờ có thế, Real đã chính thức đòi lại ngôi vị của mình bằng chiến thắng 3-0 trước Cadiz. Trận đấu mà Real cho thấy sự vượt trội đối thủ về mọi mặt. Không những vậy, hàng công của họ còn cho thấy những màn trình diễn trên cả tuyệt vời. Ấn tượng nhất phải kể đến cú đúp của Rodrigo. Hàng công cũng chính là một điểm sáng rực rỡ của Real Madrid ở mùa giải năm nay. Chỉ tính riêng tại La Liga, các chân sút của họ đã chọc thủng lưới đối thủ đến 31 lần. Chẳng cần phải bàn cãi gì khi nói rằng họ đang sở hữu những chân sút đáng sợ nhất của mùa giải. Chỉ có hiện tượng Girona là có số bàn thắng nhiều hơn của Real. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch một bàn không nói lên được điều gì. Còn lại, Los Blancos bỏ xa công lớn khác tại La Liga như Atlético hay Barca về số bàn thắng ghi được. Những chân sút chủ lực như Vinicius, Rodrigo hay Joselu luôn đảm bảo một hiệu suất ổn định về đầu ra bàn thắng khi họ đã có cho mình trên dưới 5 bàn. Không chỉ biết ghi bàn, những cầu thủ kể trên còn bỏ túi vô số đường truyền dọn cỗ cho các đồng đội của mình. Nhưng để kể về số lượng bàn thắng khủng nhất của Real thì phải kể đến siêu tân binh Jude Bellingham. Một mình tiền vệ người Anh đã ghi dấu ấn tổng cộng là 13 bàn thắng sau 12 trận đấu cho Real. Trong đó có 11 lần cầu thủ người Anh sút tung lưới đối thủ và nghiễm nhiên trở thành vua phá lưới của La Liga thời điểm hiện tại. Thi đấu vai trò hộ công, thế nhưng Bellingham lại cho thấy cái duyên ghi bàn của mình và tỏa sáng ở vô số thời khắc quan trọng. Chứng kiến Jude Bellingham thi đấu, người ta cứ ngỡ rằng anh chàng mà số 5 đã chơi ở Real vài năm rồi, chứ không phải là chỉ mới gia nhập ở mùa hè. Đến cả những Zidane hay Figo cũng đã phải thi đấu rất khó khăn ở giai đoạn đầu tiên tại Real. Ấy vậy mà tiền vệ 20 tuổi lại cho thấy cái duyên của mình khi hòa nhập rất nhanh chóng để trở thành một cầu thủ chủ chốt tại đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Bellingham đã vắng mặt trong đợt triệu tập đội tuyển quốc gia trong tháng 11 vừa rồi vì chấn thương ở vai. Ngỡ như sẽ mất thêm một thời gian nữa thì mới có thể thi đấu ổn định và lấy lại phong độ, thì tiền vệ người Anh đã ghi luôn một bàn thắng ngay sau khi vừa trở lại từ chấn thương để gia tăng cách biệt với người đang xếp thứ hai trong cuộc đua PGC là Antoine Griezmann. Trong suốt thời gian có mặt ở trên sân, Bellingham có 3 pha dây bóng thành công, thắng 10 pha tranh chấp tay đôi và đạt tỷ lệ chuyền chính xác là 95% trước khi bị thay ra bởi Lucas Vázquez ở phút 78. Không chỉ sở hữu hàng công sắc bén, hàng thủ của Real cũng cho thấy sự vượt trội so với phần còn lại của giải đấu và góp phần không nhỏ vào vị trí dẫn đầu mà Los Blancos có được cho đến thời điểm này. Tổng cộng Real đã có 7 trận dễ sạch lưới và phải nhận 9 bàn thua, con số thấp nhất so với những đội còn lại ở La Liga. Trong bối cảnh mà một số hậu vệ trụ cột như Ferland Mendy liên tục gặp phải những chấn thương và đặc biệt là Militao phải nghỉ thi đấu cho đến tháng 3 của năm sau thì đó là một thành tích rất đáng khen. Cũng cần phải nói đến vị trí hậu vệ phải khi mà tuổi tác đã ảnh hưởng khá nhiều đến Dani Carvajal, thì hậu vệ người Tây Ban Nha vẫn cho thấy sự chắc chắn và kinh nghiệm của mình sau mỗi trận đấu. Đã có nhiều người rất lo ngại cho vị trí của Carvajal và nhiều cái tên được nhắm tới để thay thế, đặc biệt là Rich James của Chelsea. Dẫu vậy thì sự góp mặt của hậu vệ 31 tuổi vẫn luôn đem lại một sự an toàn đến bất ngờ. Không chỉ đóng góp nhiều mặt trận phòng ngự, khả năng hỗ trợ tấn công của Carvajal là rất đáng nể. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã đóng góp tổng cộng 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo kể từ đầu mùa. Hiệu suất cực kỳ ấn tượng đối với một hậu vệ mà người ta đã cho là luống tuổi. Và nếu như vẫn không thể tìm ra một người thay thế ưng ý, thì khả năng Real ký hợp đồng gia hạn với Carvajal là rất cao. Tất nhiên là để có những kết quả tốt như hiện tại, không thể không nhắc đến tài thao lược tuyệt vời huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Chiến lược gia người Ý cho thấy tài liệu cơm gắp mắm của mình trong tình cảnh Real thiếu đi rất nhiều cầu thủ quan trọng. Trong từng trận đấu, khả năng ấy càng được thể hiện rõ và điều đó càng làm người ta ngưỡng mộ sự tuyệt vời của người đàn ông 64 tuổi.
Nhiều thông tin cho thấy Ancelotti sẽ rời Real vào cuối mùa giải năm nay để dẫn dắt đội tuyển Brazil. Dẫu vậy thì trong rất nhiều ngày qua, nhiều tờ báo đưa tin rằng Los Blancos đang tìm mọi cách để giữ chân huấn luyện viên đương nhiệm của mình. Theo thông báo, đội bóng Tây Ban Nha sẽ bắt đầu cuộc đàm phán với đại diện huấn luyện viên Ancelotti vào đầu tháng 12 và đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng kéo dài 2 năm. Nếu thỏa thuận thành công, huấn luyện viên giàu kinh nghiệm người Italia sẽ tiếp tục gắn bó với Bernabeu cho đến mùa hè 2026. Los Blancos hy vọng sẽ hoàn tất thỏa thuận trước ngày Giáng sinh, tức là ngày 25 tháng 12. Carlo Ancelotti mới đây cũng đã xác nhận Real Madrid luôn là ưu tiên của ông và chiến lược gia người Italia sẽ chờ đến ngày cuối cùng để đưa ra quyết định về việc gia hạn hợp đồng. Sự cam kết của Carletto đã làm yên lòng bà lãnh đạo và người hâm mộ Real Madrid. Dưới sự dẫn dắt tài chính của huấn luyện viên Ancelotti, Real không chỉ xuất sắc ở La Liga mà còn rất thăng hoa ở Champions League. Họ sớm giành được tấm vé đi tiếp sau 4 thắng lợi tuyệt đối và luôn dẫn đầu tại bảng đấu của mình qua từng lượt trận. Và dù cho đã nắm chắc vé đi tiếp, Los Blancos vẫn thi đấu hết sức cống hiến trong trận đấu với Napoli vào dạng sáng nay. Tiếp đó Napoli trên sân Bernabeu, Real Madrid ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên ngay phút thứ 9, Real Madrid đã phải vào lưới nhặt bóng với bàn thắng của Giovanni Simeone. Nhưng 2 phút sau, Real Madrid có câu trả lời với bàn gỡ của Rodrigo sau pha dứt điểm quyết đoán. Đến phút 22, Jude Bellingham chọn vị trí đánh đầu đẹp mắt sau đường chuyền của David Alaba, tung lưới Napoli nâng tỷ số lên 2-1. Trong hơn 10 phút cuối trận, Real Madrid ghi thêm 2 bàn nữa, lần lượt nhờ công của Nico Paz và Joselu để khép lại chiến thắng ngược dòng nghẹt thở 4-2 trước đại diện đến từ nước Ý trên sân Bernabeu. Phải nói rằng dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì Real vẫn mang dáng dấp của một nhà vua. Điều này xuất phát từ chính những cá nhân vô cùng xuất sắc của đội chủ sân Bernabeu, đó chính là những cầu thủ và cả huấn luyện viên của họ. Thử tưởng tượng nếu như huấn luyện viên Ancelotti có được trong tay những quân bài mạnh nhất khi các trụ cột hồi phục chấn thương thì Real sẽ đáng sợ tới mức nào. Và giống như tiêu đề của video ngày hôm nay, phải công nhận rằng Real Madrid thực sự hoàn hảo bất chấp cho việc cơn bão chấn thương đang hoành hành nơi họ.